Thank you.
được sự hậu thuẫn của bên tập đoàn Sơn và của mình, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến tham dự và chúc công ty của tôi ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn. Hôm nay đại diện cho công ty cổ phần xây dựng thiết bị tòa nhà thông minh Smart House xin phép gửi tới công ty cổ phần LV những lời chúc thành công là hồng phát, chúc cho công ty LV sẽ phát triển được cái thị trường Bắc Miền Trung này trở thành một thành đầu to mạnh nhất. Thì tôi xin giới thiệu một chút là tôi cũng trong những ngày đầu tiên là sáng lập ra công ty LV cùng với là anh chủ tịch là anh Vũ Thành đấy. Tôi xin giới thiệu một chút về cái thương hiệu của LV để mọi người rõ hơn về cái thương hiệu này. Tên LV đấy, khi mà anh Thành anh ấy sáng lập công ty thì anh ấy đã có cái ý tưởng ở đấy là đầu tiên cái điểm thứ nhất là lấy cái tên của hai đứa con nhà Thành là Lâm và Bách là LV. Ý điểm thứ hai đấy là LV viết tắt tiếng Anh là LE là Lasting Legacy, có nghĩa là doanh nghiệp bền vững, hướng đến một cái giá trị là kinh doanh bền vững và cùng với khách hàng phát triển, với tinh thần là hai bên đều có lợi, là tinh thần win-win. Cái thứ ba là rất là tình cờ, ngày xưa cái trụ sở đầu tiên của công ty LV là ở hai đường Lý Môn, mang tên của vị vua là Lý Nam Đế, là sáng lập thành là nước Vạn Xuân. Thì đấy là những cái điểm của tên LV, và đến nay trong quá trình thời gian dài phát triển, LV là chứng minh được năng lực cũng như là những thành công nhất định. Tuy
tuy rằng là đang còn nhỏ nhưng mà chắc chắn cùng với là mong muốn cùng với sự hỗ trợ của tất cả mọi người thì công ty sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Một lần nữa thì chúc cho LV khai trương hồng phát và thành công.
thể cùng chứng kiến chung vui trọn vẹn buổi lễ khai trương tổng hồ sơ mít một phát miền Trung Minh Thành tại thành phố Tây Hòa đã chính thức kết thúc. Với và một lần nữa xin phép thay mặt cho ban lãnh đạo của tổng kho Minh Thành xin cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý đã có mặt chung vui trong sự kiện ngày hôm nay và đã có những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho buổi khai trương ngày hôm nay. Và tôi xin được tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc công ty khai trương Hồng Phát và làm ăn gặp nhiều may mắn và phát triển thịnh vượng. Xin tạm biệt quý vị và các bạn.